Chizen ngọt ngào bên TikToker Lê Bống mang cả ekip sang Singapore quay MV. Chizen tung MV Người tôi yêu chẳng hề yêu tôi với sự tham gia của hot TikToker Lê Bống. Đồng thời nam ca sĩ tiết lộ sẽ ra mắt thêm một sản phẩm âm nhạc mới nhân dịp sinh nhật vào tháng 6. Sau quãng thời gian dài để khán giả chờ đợi, Chizen chính thức trở lại làng nhạc với Người tôi yêu chẳng hề yêu tôi. Đây là bài hát nhạc ngoại lời Việt do chính Chizen viết lời chỉ trong vòng một ngày. Nam ca sĩ cho hay anh tình cờ nghe được giai điệu bắt tai của ca khúc, cảm thấy thích thú và đồng cảm nên quyết định nhanh chóng soạn lời Việt cũng như phát hành bài hát này. Mặc dù được Chizen Việt hóa trong vòng một ngày nhưng phải mất đến 3 ngày để hoàn thiện. Thu âm thì tôi chính sửa lại cho ưng ý nhất phải tốn 3 ngày, bản phối cũng mất nhiều thời gian. Nếu mọi người nghe kỹ sẽ thấy bản phối của MV khác với audio phát hành cách đó vài tuần, anh chia sẻ. Đặc biệt trước khi có bản MV, Người tôi yêu chẳng hề yêu tôi đã được phát hành bản audio trước và nhanh chóng được người hâm mộ ủng hộ nồng nhiệt. Ca khúc đứng thứ 2 tuần trên bảng xếp hạng âm nhạc Jing MP3. Điều này trở thành động lực giúp Chizen tin rằng bản MV cũng sẽ được khán giả đón nhận và xem đi xem lại nhiều lần. MV Người tôi yêu chẳng hề yêu tôi do Việt Anh làm đạo diễn, Lê Bống đảm nhận vai nữ chính trong MV. Chizen và Lê Bống có nhiều cảnh quay lãng mạn cùng nhiều tình tiết bất ngờ trên nền bối cảnh Singapore đẹp và hiện đại. Nam ca sĩ bật mí, tôi và ekip quay MV Người tôi yêu chẳng hề yêu tôi dòng dã 12 ngày ở Singapore với chi phí không hề nhỏ, khoảng 500 triệu đồng và còn phát sinh nhiều thứ. Chúng tôi đã gắng hết sức có thể với mong muốn mang lại cho mọi người MV ấn tượng. Đồng thời thông qua MV Người yêu tôi chẳng hề yêu tôi, Chizen muốn truyền tải thông điệp khi yêu bạn cứ yêu hết mình, dù sau này có ra sao thì mình sẽ không phải suy nghĩ hay hối tiếc vì những gì đã qua. Sau MV Người tôi yêu chẳng hề yêu tôi, Chizen sẽ phát hành ca khúc mới đúng dịp sinh nhật của mình, mùng 2 tháng 6 như một lời tri ân gửi đến khán giả. Bài hát mang tên Đừng khóc, MV của ca khúc này sẽ là phần 2 của câu chuyện trong Người tôi yêu chẳng hề yêu tôi. Chizen chia sẻ thêm, tôi mong khán giả sẽ đón nhận các sản phẩm âm nhạc của mình. Sau dịch Covid-19, mọi thứ vẫn rất khó khăn. Thế nhưng là một ca sĩ, tôi không cho phép mình dậm chân tại chỗ. Tôi vẫn cố gắng từng ngày nhằm mang đến cho mọi người những món ăn tinh thần mới nhất. Chizen sinh năm 1989, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Anh có nhiều bản tình ca được yêu thích như Mất trí nhớ, Yêu em chỉ có mình anh, Người yêu giản đơn, Anh muốn em sống sao. Trước đây anh vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Ninh Dương An Ngọc rồi chia tay. Bạn thấy sao về MV mới của Chizen? Liệu đây có phải là sự kết hợp bùng nổ giữa anh và Lê Bống giúp anh comeback trên đường đua âm nhạc Việt? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé.